Em thấy một con cua này cả nhà ơi. Tin nổi nổi không? Tin nổi không? Bự lắm cả nhà ơi. Có hai con cua rất là bự luôn. Khủng chưa? Khủng quảng chưa? Đủ bự chưa? Thành quả của ngày hôm nay nè. 2 ký mốt ha. Hello cả nhà, Khê Bùi xin chào cả nhà nha. Hôm nay Khê Bùi lại đi thả câu nè. Khê Bùi đã chọn được cái chỗ này để thả 4 cái lồng của mình. Thì bây giờ Khê Bùi sẽ thả cho cả nhà mình xem Khê Bùi bỏ ở chỗ nào nha. Ở chỗ này nó hơi lúng nha cả nhà, nhưng mà vẫn còn đi được. Cũng may là Khê Bùi mang cái đôi giày của Khê Bùi, cái đôi giày này chống nước, vô nước được. Quăng xa ra xíu, chờ cái lồng nó ngập nước. Yeah. Mày giật chụp này. Khi Bùi định coi cái cây nó có ấy không, Khi Bùi dời lại để cho mình dễ đi. Rồi cái cây nó nặng quá. Lợi Khi Bùi sẽ thả nó gần ở đây. Wow. Cuối cùng thì Khi Bùi cũng đã quay trở lại cái chỗ câu cua rồi nè. Hồi nãy Khi Bùi bỏ 4 cái lồng ở chỗ khác. Khi Bùi quay lại cái chỗ này để mình câu cua. Tại vì ở đây thì có những con cua rất là nhiều, và nó có đồ để cho mình nhử mồi câu á. Nó có chỗ cột đồ ở cả nhà, trên rất là thuận tiện ha. Ok, tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ Khi Bùi cũng lấy dây nhợ nè cả nhà, ra cột vô cái miếng thịt gà nè. Khê Bùi được một cái nè, để Khê Bùi bỏ thử trước ngay cái chỗ này nha. Hôm nay trời mưa cái nha, lâm râm mưa hoài à. Rồi nước thì nước ròng nữa. Rồi. Một em. Cái bùa đã làm được thêm 4 cái nữa nè. Giờ cái bùa bỏ xuống nha. Trời ơi. Ở nhà coi nè, mới bỏ xuống cái bùi cột xong mà nó gị cái đứt dây ra luôn. Cục thịt mình mất rồi, nó ăn cục thịt mình rồi. Tiếc là tình.
Nó được miếng mồi ngon rồi. Cái nhầm coi nè, ăn nó gịch cái cọng dây nè. Nè nè. Vô tuốt ở trong luôn nè, thấy không? Đó đó đó. Đó, thấy con cua dưới không? Đó. Cái nhà mình thấy không? Cái càng bự dễ sao không? Ok, để cái bùi này có đem cái đồ vớt ngon lành nè. Trời ơi, cái bùi bị dính cục đá cả nhà, chứ không là dính đó rồi, cái bùi dính cục đá. Ủa quá, sao công ty nè, cái nhà cái bùi đã dính được cái con đầu tiên cũng ok lắm nè, đã ghê không cả nhà. Ở đây thì cua nhiều lắm nè. Wow, con đầu tiên nha cả nhà, lại là cái chỗ này có con cua ăn bự lắm luôn nè cả nhà. Nè, nhảy đi đâu, nhảy đi đâu hả em? Con thứ hai cả nhà ơi, hôm nay có cái vợt thần thánh nè. Cho vào cái bùi cho cả nhà mình xem nè. Đây nè, con cua nó ăn nè. Đó đó, cả nhà mình nhìn thấy con cua rõ ha, bự ghê không? Đó đó, để cái bùi bỏ máy xuống nha. Con này sấy ổn lắm đó nha. Nè cả nhà ơi. Y da, cái máy quay của cái bùi nó đã bị upside down. Dính luôn rồi nè cả nhà ơi. Đây đây đây, con cua trong đây đó ba em cả nhà ơi. Trời mưa cả nhà, mưa lâm râm lâm râm. Cái nhà mình thấy nay trời mưa nè, nước ròng nữa, nước ròng nước lớn lắm. Con này nó hơi to đây nè. Con này to lắm nha, con này to dữ lắm luôn á. Trời ơi, chưa kịp đưa cái lồng xuống xanh le luôn con cua. Mấy cái lúc này là Khê Bùi thăm những cái đầu câu xem cái cua nó có ăn không nè. Con đó bự lắm luôn á. Đây nữa nè. Cái bùi quay lại cái chỗ hồi sáng cái bùi thả mấy cái lồng á cả nhà, để thăm mấy cái lồng của mình nè. Đây là lồng thứ nhất, vẫn còn ok. Đây là lồng thứ hai nè, cọng dây cũng còn nè, cũng còn ok nè cả nhà. Quay qua đây thì cái cọng dây thứ ba nè vẫn còn nè, và cái mé trong kia nè, cái lồng mà cây bùi phải đi xuống á vẫn còn á đó. Bây giờ để cây bùi kéo lên thử xem coi cua nó có dính không nha. Ok, có dính cả nhà ơi. Wow, dính hai 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 con bự luôn nha, hai con cua xanh bự luôn á. Nhưng mà Khê Bùi không có đem khu lờ qua. Rồi, Khê Bùi để lại, Khê Bùi sẽ quay lại để lấy khu lờ tiếp cái lồng thứ hai nha. Lồng thứ hai thì cũng dính hai con luôn cả nha. Ok, Khê Bùi bỏ lại luôn chút xíu nữa Khê Bùi. Để quay lại cái lồng thứ ba nè. Trong đây thì dính cá, trời ơi dễ thương ghê không,
Tôi đi câu cua chứ tôi không đi câu cá. Ok, không sao. Giờ phải lội xuống dưới á. Rồi, xem như thế nào. Ở đây cắt đèn nè, nó lúng. Cắt đen cho nên mình nhìn nước mình tưởng dơ chứ thật ra không phải nha, nước trong lắm mà tại vì cát ở đây là cát đen nha cả nhà. Đó, cả nhà mình nhìn thấy ở đây là cát nè, nó đen thù lùi à, chứ không phải là do nước nó dơ đâu, nước nó rất là trong. Con nó con có chân cây bùi nè. Đen thù lùi luôn. Kéo vô coi. Họ kéo lên coi cát nó đi theo trong lòng này thì không có dính em nào hết á. Ô được một em nè nhưng mà nhỏ thôi. Đây, cái bùi cột tháo nó ra, cái bùi có dự định đem qua cái chỗ khác bên này. Cái nhà coi nè, cái bùi câu cá mà câu câu cua mà cá cua không dính mà cá nó dính nè, tội nghiệp ghê không. Đây nè, đáng lẽ hồi sáng khi Bùi đem mấy cái lồng để thả ở đây nè cả nhà, nhưng mà tại vì có những người họ làm việc họ chặt cây á, trên cây Bùi không có ghé vô được. Bây giờ họ làm xong rồi thì khi Bùi dời, trước tiên dời hai cái lồng qua bên này trước. Đó, bên này thì mát mẻ hơn, dễ nhìn hơn. Cái Bùi bỏ hai cái lồng xuống nha. Cái bùi lội xuống nước nè, để đem cái lồng này nó cho nó ra ngoài xa hơn. Rồi đó cả nhà, cái bùi mắng vô trong này nè. Đó đó, cái cọng dây nó dài lắm, cái bùi cũng dời cái lồng này cho nó ra xa xíu. Xíu cái bùi lấy hai cái lồng bên kia, lấy cua ra rồi cái bùi sẽ đem lại đây luôn. Đi dài 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 ở đây nè. Wow, ở đây nè. Ở nhà mình xem con cua nó ăn nó gửi vô tuốt trong nè. Nó nghe cái bùi gậy gậy cái nó chạy à. Hôm nay trời mưa á, cái trời mưa nước nó đọng rồi cho nên không có thả khả thi có nhiều cua bự đâu. Sáng giờ cái bùi cũng đói hơn, sáng đi có mua đồ ăn đem theo nè. Mấy cái đồng cua bên kia còn dính mấy con cua lớn á, cái bùi còn chưa có đem qua đây nữa. Chắc xíu lúc cái bùi đem qua để thả ngay cái bãi ngay đây nè. Đây nè, thả cái bãi ngay đây thì sẽ thuận tiện cho cái bùi hơn. Đem hai cái qua đây, còn hai cái mà cái bùi thả sau á thì để y đó luôn. À đây có lý ạ. Bây giờ cái bùi lấy hai cái lồng nè để dời lại cái chỗ hồi nãy cái bùi nói nè. Sáng thì cái hai cái lồng này cái bùi thăm một lần rồi có dính đó cái nhà, mà cái thịt cái bùi không có đem theo cái cu lờ đó, cho nên giờ quay lại giờ tháo ra rồi giờ đi chỗ khác luôn. Ý trời ơi, sáng chưa kịp lấy cua ra bây giờ quay lại không còn thịt mà cũng không còn cua luôn cả nhà, không biết nó chạy đi chỗ nào luôn. Trời ơi, coi nè, chu mẹ con nó lôi ra nè, dễ sợ không, hồi sáng dính con cua bự quá sức tưởng tượng. Sau khi kéo cái lồng này lên á, thì hồi sáng dính hai con, bây giờ là ba con, còn cái lồng kia là dính hai con, có một con rất là to, nhưng mà rốt cuộc nó xảy ra cái nhà tại khi bùi bỏ lại đó. Trời ơi, nó ăn luôn cả cục thịt, nó lôi ra ngoài luôn nữa chứ, hay thiệt. Thôi cũng được, dính lại nè, cái nhà mình thấy rõ ha, ba con này cũng to nè. Đó đó đó, wow, trời gió quá cả nhà,
gió mà nước qua sóng đập ầm ầm luôn á, nên Khê Bùi không có bỏ cái máy xuống được, không có đem cái đồ kê qua bên này á, cho nên không có bỏ cái máy xuống được luôn á, nó lật úp cái máy của Khê Bùi luôn á cả nhà. Trên Khê Bùi đã bỏ mấy con cua vô cooler rồi, giờ Khê Bùi di chuyển qua cái chỗ Khê Bùi câu rồi sẽ bỏ thịt vào lại để mà thả lồng lại bên đó nha cả nhà. Ổn ghê đó, trời ơi, cái lồng đó là nó dính hai con cua rất là to luôn. Cái nhà mình coi cái đoạn đường mà cái Bùi đi vô cái ô này nè, rất là đẹp luôn, nhìn thơ mộng lý tưởng lắm, dễ thương gì đâu á. Ê, 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 cu lờ nó rớt cả nhà ơi, chụp lại được rồi. Cũng may là cái Bùi còn mấy miếng thịt. Trời ơi, còn cái phần thịt mà bên cái lồng ba con cua này nó ăn muốn hết luôn rồi đó, vui thiệt. Trời ơi. Có thu hoạch là cực vui rồi. Thì cũng đi ngang qua cái chỗ này cho nên cái Bùi sẽ thăm hai cái lồng này luôn nha cái nhà. Nước lớn rồi nè, đi ở đây không cẩn thận là té dấp tùm lum hết. Rồi đang kéo vô nè, đẩy nước lớn đó kìa. Wow, vô mánh rồi, vô mánh rồi cả nhà ơi. Ui, một con cua thiệt là to luôn. Cả nhà thấy không, một con cua thiệt là to. To lắm cả nhà ơi. Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Để cái Bùi bỏ nó vô nha cả nhà. Wow. Đây nè cả nhà ơi, đây nè. Đã thiệt. Sau khi bỏ vô thì cái Bùi đã thả cái lồng đó lại ngay chỗ cũ rồi nha cả nhà. Giờ cái Bùi quay qua cái lồng mà thêm một cái lồng thứ hai bên này nè, để coi kết quả như thế nào nha. Đây, đây nè, cái lồng thứ hai nè. Ôi, kéo giờ. Wow, một con cua rất là to. Bự đây nè, một con rất là bự luôn. Trúng bánh rồi cả nhà, đây nè một con Hugo bự nhất từ trước tới nay mà Khi Bùi quay luôn, rất là bự. Khi Bùi còn hai cái lồng cũng hên là trong cái cooler Khi Bùi có đem thịt gà theo nè, cái Bùi sẽ bỏ bỏ vô rồi bỏ vào Khi Bùi sẽ tiếp tục bỏ gần gần cái bãi này nha cả nhà, nó ngay cái bãi này cũng rất là mát luôn nè. Wow, vô mánh rồi, vô mánh rồi, quá bự luôn. Đây, sau khi làm lại hai cái lồng, Khi Bùi sẽ bỏ hai cái lồng dài dài lại ngay đó để cho nó cạnh dưới hai cái lồng này luôn, để dễ Khi Bùi dễ tiện coi nha. Ok, để đi theo Khi Bùi nè. Khi Bùi bỏ nó xuống rồi nhưng mà nó không có được nằm ở ngoài xa nè. Khi Bùi lội xuống nước đem nó ra ngoài nha. Cái nhà này coi cát không. Đi à, đâu rồi, nó lúng cái chân Khi Bùi á cả nhà. Để Khi Bùi bỏ bên này nha, cũng may cái cọng dây nó dài. Bên này. Đây, cuối cùng thì cũng đã thả được xuống bên này rồi. Ở đây đi nha, Hugo vô nhiều nhiều nha. Ok, chúc Khi Bùi quay lại kiểm tra tụi bay nha. Ở nhà tôi rất là khó đi, nơi này thì chính phủ mới vừa chặt những cái cây này, những cái bụi này nè, để cho mọi người có thể đến đây câu cá giải trí á cả nhà, câu cá bắt cua. Tại vì cái ngay cái bờ hồ này á thì rất là rộng lớn luôn.
Trời ơi, dính được hai cái con Hugo đó mà nó làm khay bùi làm mệt luôn á, cái là vui một cách khó tả luôn. Ok, sau khi bỏ lại bốn cái lồng theo một cái dải á, thì một cái dải đó luôn á cả nhà, thì khi từ cái đầu bên đó qua cái tới cái đầu bên đây á, thì khay bùi sẽ quay lại cái chỗ câu cua tiếp nha, thú vị thiệt. Nãy giờ trời cứ hết mưa rồi nắng, hết mưa rồi nắng, nó làm cho con người mình mệt lắm luôn á. Trời bây giờ lại nắng lên nè, khay bùi quay về cái chỗ câu cua nha cả nhà, để ngồi nghỉ mệt chút xíu rồi để thăm mấy cái cần câu cua của mình luôn, xem như thế nào. Trúng được hai con đó, hai con bự quá, nó làm cho cây bùi qua cả mắt luôn. Ăn mà nó lâu tuốt ở trong, nó làm cho cái cọng dây của mình vướng mấy cái. Để dưỡng mấy cái cây. Wow. Kéo kéo con cua từ từ lại cái nhà ơi. Tuốt ở trong đây luôn nè. Nó bự. Không thể để xảy được, quá bự quá bự. Bự lắm cái trời ơi. Vô bánh đây, vô bánh đây. Bự lắm vậy cả nhà. Quay quay. Quay. Bự ra đây. Cái kẹp kẹp lên. Quay. Nó bị dính cái này. Rồi rồi được rồi, được rồi. Vô mánh rồi, vô mánh rồi cả nhà. Cả nhà ơi, vô mánh rồi, một con cua nè. Khủng luôn, khủng luôn nè. Trời ơi, cái bùi rung tay luôn. Khủng khiếp quá, nó bự làm cái thùng này luôn nè. Vô mánh, vô mánh, vô mánh. Wow. Đã thiệt. Có thanh kia, thanh kia. Đây nè cả nhà. Ở đây nè. Khi mà nó ăn nó kéo cái cọng dây nè, thấy không? Hai cọng luôn, hai cọng luôn. Wow. Wow. Lắm nè cái nhà. Nó còn ăn.
Dạ. Trời ơi, vô lòng rồi con sĩ á cả nhà, vô lòng rồi. Cái bùi nằm xuống, cái lòng nó không có được thẳng ra đó. Ủa quá, nhưng mà để nó đi nó cũng ăn lại à. Wow, một hồi vất vả thì cũng dính thêm được một em nữa nè cả nhà. Ha ha ha, đã quá. Đây là cái nhà, cái bùi quay lại thăm lần thứ hai để thăm mấy cái lồng ngay đây nha. Đây, để cái bùi lôi vô rồi xem kết quả như thế nào nha. Có hai con cua rất là bự luôn. Hơ hơ, hôm nay vô mánh rồi cái nhà ơi. Khổng lồ luôn nè cả nhà ơi, trời ơi, hai con cua biết nói luôn, khủng khiếp quá. Để cái bùi bỏ mái xuống đi, cái bùi bỏ hai con cua này vô nha cả nhà, tại vì không có đem theo cái để cái đồ mà cái bùi kê cái mái bên kia rồi. Oh yeah. Cũng như thường lệ, cái bùi bỏ lại chỗ này nha cả nhà. Giờ cái bùi xuống tiếp kéo cái lồng thứ hai và thứ hai, thứ ba, thứ tư lên nha cả nhà. Cái lồng thứ nhất thì bùi định bỏ lại nhưng mà cua nó ăn hết cái thịt gà rồi. Rồi cái bùi còn thịt gà nhưng mà để chung chứ trong cái mấy con cua bự quá, cái bùi không có đem cái đồ gấp nên không dám gấp ra. Nó vớt cái tay một phát là xong luôn á. Đây, cái lồng cua thứ hai ở đây nè. Nước bây giờ lớn rồi nè. Để cái bùi kéo vô nè. Cái lồng này không có dính cua nữa cả nha. Không sao. Đây, cái lồng thứ ba nè. Để cái bùi kéo vô nha. Sau khi thăm xong mấy cái lồng á cả nhà, thì ba cái lồng còn lại á là dính chỉ được có một hai con cua nhỏ thì cái bùi đã bỏ lại rồi. À, sau đó cái bùi thả lại cái chỗ mà dính hai con cua rất là to nè. Cái bùi để lại đây. Chút xíu cái bùi quay lại và kiểm tra rồi cái bùi sẽ đi về luôn. Giờ cái bùi quay lại cái chỗ câu cua để sửa soạn đi về cả nhà. Rồi tại vì câu cua thì cái cũng cùng một đoạn đường mà nó xa hơn cái đoạn đường cái bùi thả mấy cái lồng. Giờ đồ cái bùi còn để dưới, cái bùi quay xuống lấy rồi đi lên rồi lấy hai cái lồng này về luôn. Ok cả nhà đợi cái bùi nha. Quay sơ lại nè cả nhà. Toàn là cua to không? Đã dễ sợ luôn, hôm nay là trúng mánh vô điều kiện luôn đó. Wow. Trời, sau khi quay lại đây mấy con cua nó ăn nè cả nhà. Nó ăn mà nó kéo cọng dây vô trong này nè. Wow, con cua này bự lắm nè. Không biết nó nằm ở đâu luôn nè. Nó lại. Wow. Ồ, thấy con cua rồi, thấy con cua rồi. Trời ơi, nó khô quá, nó gặm vô mấy cái cọng cây này nè. Trời ơi, con cua biết nói luôn. Từ 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 từ. Ra nha con. Trời ơi, con cua biết nói luôn. Vô mánh to luôn. Wow. Còn một con nữa nha cả nhà.
Con này cũng bự lắm cả nhà ơi. Ý da, vô cà đây. Tại vì nó nằm nó khôn lắm, nó cắn cục thịt mà nó để trong mấy cái cây á, nó dính vô luôn à. Rồi vô coi. Khủng quá. Tiêu chí của ngày hôm nay thì cái bùi chỉ bắt những cái con bự thôi. Cái bùi sẽ bỏ lại những cái con nhỏ nha cả nhà. Tại vì hôm nay mình thu hoạch rất là nhiều con bự luôn nè. Một con chở cái con này, cái coi hai cái càng nó kẹp với nhau nè cả nhà, vui ghê không. Một con, nó mạnh lắm luôn á. Hai con, trời ơi cái con này là con hồi nãy cái bùi câu được nè. Cả nhà, ba con dính thêm con đó cũng ok, bốn con rồi. Rồi xin lỗi nha, rớt cái càng ra rồi cả nhà. Trời ơi con nó kẹp dính luôn nè. Rồi. Đó, 5 con. Rồi cả nhà. Còn được 5 con bự. Cái bùi sẽ thả lên hết những cái em này. Em này cũng ok lắm nhưng mà thôi, thả đi. Hôm nay mình nhiều rồi. Sống là trời ơi đi bắt cũng mệt mà giặt lộn với mấy ảnh cũng mệt nữa. Đây nè, khủng chưa, khủng quảng chưa, đủ bự chưa, quá đã ha, quá đã ha, wow đó, dễ sợ. Cũng giống như thường lệ, trước khi đi về thì cái bùi sẽ cắt làm sạch sẽ mấy hết mấy cái chỗ này rồi mình mới đi ra về nè cả nhà. Cắt hết mấy cái cọng dây này đi. Xong rồi nha. Giờ khi bùi bỏ hết đồ vô để chắc chắn kỹ không, mình không bỏ sót bất cứ cái gì. Để lần sau mình có mình đi nữa nè. Ok, lên đường nào. Wow, phải đứng trú mưa chút xíu, trời mưa. Cái bùi phải bỏ máy vô ba lô để nó ướt. Thành quả của ngày hôm nay nè, 2 kg mốt ha, nhưng mà mình trừ cái bịch ra đi cho như là còn 2 kg đi. Wow, có 4 con cua mà 2 kg, bốn con bự, một con hơi vừa vừa mà 2 kg, ghê thiệt, đã quá. Đây nè cả nhà, sau khi cua đã được làm sạch bỏ vô hấp bia nè, cái này là bia nha, đó thành quả nè cả nhà. Trời ơi con cua nó khủng dễ sợ. Đợi xíu nữa chín rồi cái bùi lấy ra cho cả nhà mình cùng xem nha. Trời ơi, đây nè cả nhà, thành quả của khay bùi ngày hôm nay nè cả nhà. Trời ơi đó, cái càng nè, quá trời luôn, trời ơi đó. Cái nè đó.
Cả nhà, thành quả của khế bùi ngày hôm nay nè cả nhà, lúc con cua nè, dễ sợ không? Wow, có cái càng của nó nè. Đây này, rồi, hiện hết rồi. Trời ơi, bảo đảm chắc nịch luôn đó nha, ngon quá trời luôn. Chữ N, chữ A, I, chữ N. Hồi nãy có cái khúc mà khi bùi đi lên mà nói là để thăm mấy cái lồng ở cả nhà, rồi khi bùi không có quay được tại vì trời mưa, cho nên khi bùi gom hết mấy cái lồng lại đi lên một lần luôn, thì cái lần thăm cua cuối cùng đó là không có dính con nào hết, cho nên khi bùi đi về luôn á nha cả nhà, tại vì bị mất cái khoảng lúc đó ha. Sau khi luộc xong thì đem ra bàn ngồi ăn nè, bà cô ngồi ăn trước nè cả nhà, thì bà cô nói cua rất là ngon luôn, bà cô chào cả nhà cùng ăn với bà cô kìa. Cua là cũng là món ruột của bà cô á cả nhà. Hôm nay bà cô đổ bánh xèo nên khi bùi ghé ăn bánh xèo, sau đó thì có được thành quả của cua thì luộc cho tất cả mọi người cùng ăn chung. Sau khi ăn uống no nê, ăn cua rồi ăn bánh xèo của bà cô, của cô Loan khi bùi đó cả nhà, thì rất là ngon luôn, cua hôm nay rất là ngon. Hôm nay là cái bùi câu trúng đó cả nhà ơi, vừa câu vừa thả lồng nó rất là toàn là con bự không luôn. Thôi thời lượng video đến đây đã kết thúc. Khi bùi xin kính chúc cả nhà một ngày mới thật bình an và hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà, see you again.